Kim Cang Giảng Ký Tập 249 Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Vọng tưởng bổn vi chân thực Sát na sanh diệt Do kỳ biến hiện chi thân thế Biến hiện thân thể và thế giới Khỉ năng chân thực hồ Năng biến vọng tưởng Vọng là hư vọng Quyết định không phải là thật Cho nên chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng Thân là giả Dụ nó là bóng Thế giới giống như bọt nước vậy Mộng huyễn bọt bóng Sát na sanh diệt Hoàn toàn không thể được Đây mới là chân tướng sự thật chân tướng rõ ràng sáng tỏ rồi thì tự nhiên sẽ không khởi vọng niệm đối diện cái cảnh giới này sẽ không còn khởi tâm động niệm nữa sẽ không còn phân biệt chấp trước nữa người này liền khôi phục về bình thường Dưới đây vẫn là giải thích Sáu cái chữ này trong bài kệ Thủy trung chi bào Cực kỳ thúy bạc Bọt nước rất dễ bị tan dở Tối dị hoại diệt Thù bất tri thế giới diệt nhiên ngày nay chúng ta đối với cái sự thật thành trụ hoại không của thế giới này biết được tương đối rõ ràng ở trên đài thiên văn từ trong kính diễn vọng thiên văn quan sát vũ trụ mỗi ngày đều phát hiện có hành tinh thế giới mới hình thành mỗi ngày đều quan sát thấy hành tinh biến mất hoặc giả là phát nổ hoặc giả không còn nữa đây chính là trong kinh nói sự thành trụ hoại không của thế giới cái thế giới này của chúng ta cũng không bền chắc không chắc chắn rất yếu ớt cái hành tinh bên ngoài này trái đất không thể ngăn nổi da chạm khi da chạm là xong ngay cơ hội da chạm của nó có hay không vậy đương nhiên có cái cơ hội này rất nhỏ là nhất định không phải không có huống hồ hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển loại người tự mình làm hại cái thế giới này Tự mình muốn hủy diệt cái thế giới này Đây cũng là Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Đây là cộng nghiệp của mọi người Cho nên Chân tướng sự thật Chỉ có Phật Pháp Là nhìn rõ ràng Thấy chân thật Thấy thấu triệt người thế gian cho rằng những điều tốt xấu họa phước này ham muốn đủ thứ hưởng thụ ở trong phật pháp nhìn thấy đều là vô nghĩa đều là hoàn toàn không thể được Giả lại ở trên kinh nói là pháp ấy bình đẳng không có cao thấp chúng tôi xin nêu một thí dụ đơn giản dễ hiểu các vị có thể thấy ra được một cách rất dễ dàng tôi cái tuổi này lúc nhỏ đi học sinh vào thời kỳ kháng chiến đời sống vật chất của chúng tôi vô cùng thiếu thốn chúng tôi đi học không có dép để mang ra đường không có xe đều là đi bộ Thời kỳ kháng chiến tôi đã đi hàng chục nghìn dặm Tôi đã đi trong 8 năm Giang Nam đã đi qua 10 tỉnh Đều là đi bằng đôi chân Người hiện nay đi học đều đi xe Nói là người hiện nay có phước báo Chúng tôi thời đó không có phước báo Tôi không cho là như vậy Tôi cảm thấy Pháp ấy bình đẳng không có cao thấp Vì sao vậy? Chúng tôi được sống ở trong đại tự nhiên Có niềm vui Chúng tôi cũng giống như là động vật quan dã vậy Người trẻ hiện nay là vật nuôi trong nhà Là khác nhau mà Cái niềm vui đó là khác nhau Niềm vui của chúng tôi họ không thể nghĩ ra được Chúng tôi là hoàn toàn hòa hợp cùng với thiên nhiên. Người hiện nay đi ra đường là lái xe hơi, loại niềm vui đó của chúng tôi họ nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được. Nói lời thành thật, vẫn là cái niềm vui đời sống đó mà mỗi một thời đại không giống nhau. Thật sự là pháp ấy bình đẳng không có cao thấp, xem được kinh Phật không thể không khâm phục Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạn sinh ở cái thời đại nào, bạn hưởng thụ ở cái thời đại đó ở trong đó có niềm vui chân thật. Cái thấy, nghe, thực thức kinh nghiệm trí huệ đó là khác nhau. Không phải người tuổi trẻ hiện nay có thể có được. Người tuổi trẻ hiện nay quả thật là được nuôi lớn lên ở trong lòng. Tuy rất hạnh phúc, đến giờ cái gì cũng có người làm cho bạn nhưng mà cái trí huệ kinh nghiệm trải nghiệm đó đã kém quá xa quá xa rồi cho nên nói người nào có phước người nào không có phước đều như nhau ở trong phật pháp chúng ta có thể nhìn thấy pháp bình đẳng Lăng Nghiêm viết Không sinh Đại Giác Trung Như Hải Nhất Âu Pháp Hữu Lậu Vi Trần Quốc Giai Y Không Sở Sinh Âu Diệt Không bổn Vô Huống Phục Chư Tam Hữu Đây cũng là trong Kinh Lăng Nghiêm nói Cho nên Kinh Lăng Nghiêm Đối với vũ trụ Chúng ta ngày nay nói là vật lý Nói rất nhiều ở trên kinh văn nó rất phong phú Hiện nay cái gọi là vật lý học, không gian Trên kinh lăng nghiêm nói rất nhiều Không xin đại giác trung Đại giác Chính là phần trước Nó là tánh hải Chân như bụng tánh Hư không không lớn Người trước đây cho rằng dường như dư không hư, không có bờ mé. Hiện nay nhà khoa học cho rằng hư không có bờ mé. Hơn nữa, hư không là có độ công. Những nhà khoa học này đầu óc tương đối thông minh. Trên Kinh Phật nói đúng là như vậy. Hư không không phải là vô bờ. Tánh hải là vô bờ. cho nên phật ở trên kinh lăng nghiêm dùng một cái thí dụ nói đem tánh dụ cho hư không đem chân như bổn tánh tánh hải ví như hư không đem cái hư không này hiện nay của chúng ta ví như án mây vậy hư không bao lớn vậy là một án mây ở trong bầu trời mà thôi cho nên hư không quả thật không lớn hai người ngủ ở trên một chiếc giường mỗi người mộng một kiểu mỗi người đều có hư không của mình sau khi tỉnh dậy hư không đều không còn nữa cho nên mới biết hư không không phải là thật nhưng mà ở trong bách pháp pháp hữu vi không có xếp hư không vào nguyên nhân gì vậy Tướng sinh diệt của hư không không rõ rệt Cho nên đem hư không xếp vào trong pháp vô vi Pháp vô vi có sáu loại Sáu cái pháp vô vi Nhưng mà ở trong sáu cái pháp vô vi Chỉ có một cái chân như vô vi Đó là thật Đó là tánh hải Cái đó là thật Năm cái pháp vô vi khác Hiện tượng Sanh diệt không rõ rệt Cho nên xếp vào vô vi là giống như vô vi chứ không phải vô vi đích thực là tương tự vô vi hư không đến khi nào sẽ biến mất vậy giác ngộ liền biến mất ngay bạn chưa giác ngộ thì có giác ngộ rồi thì không còn nữa giác ngộ tự mình có biết không vậy biết bắt đầu từ ngày nào bạn nhìn thấy hư không thấy đều là sáng sủa bạn đã giác ngộ rồi hư không liền biến mất ngay cái gì nên biết hư không là tối tâm ở trong mật tông gọi là trời cực tối đó chính là hư không hối muội vi không sau khi giác ngộ rồi hiện tướng của cái tối tâm này không còn nữa hoàn toàn sáng sủa cái hư không đó thì không còn nữa. Cho nên cái cảnh giới này, khi phá một phẩm vô minh thấy một phần chân tánh, hư không liệt không còn nữa, đột phá rồi. Tánh là một mảng quang minh, thức là tâm tối. Chuyển a lại gia thành đại viên cảnh trí Hư không là không còn nữa Liền đột phá hư không Không tánh đại giác trung Như hải nhất Âu Pháp Âu là bọt nước Hư không là gì vậy? Hư không ở trong biển tánh là bọt nước mà thôi Hữu lậu vi trần quốc Vi trần là vũ cho nhiều Chính là thế giới Chúng ta ngày nay nói hành tinh Bạn xem Vô lượng vô biên hành tinh Hành tinh này tồn tại ở đâu vậy? Đều tồn tại trong hư không Đều không có lìa khỏi hư không Giai y không sở sanh Không là gì vậy? không là một cái bọt nước ở trong tánh hải đã mê mất tự tánh rồi ở trong tự tánh biến thành một cái cảnh giới như vậy hữu lậu vi trần quốc chính là phần trước nói không hối ám trung kết ám vi sắc Vậy là biến thành thế giới Vi trần hữu lậu Âu diệt không bổn vô Bọt nước này nếu như dở rồi Diệt hết rồi Hư không vốn dĩ Không có Ở trong cách đói Cơ phong thiền tông gọi là Đập nát hư không hư không có thể đập nát hay không có thể không phải không thể bởi vì hư không không phải là chân thật hư không là do tình thức biến cũng là từ tâm tưởng sanh hư không là giả thế giới là giả làm gì nói tam hữu là thật được chứ tam hữu là chúng sanh hữu tình dục giới hữu sắc giới hữu vô sắc giới hữu đây là nói chúng sanh lục đạo chúng sanh lục đạo cái thân này đâu phải là thật thế giới hư không đều là giả thân của chúng ta là thật sao phật ở trên kinh Đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh Nói rõ cho chúng ta rồi Chúng ta đọc nhiều rồi, xem nhiều rồi Đọc thêm đoạn kinh văn này trong kinh Kim Cang Bạn sẽ thế hội càng sâu hơn Tam hữu, tam giới giả vừa mới nói rồi dục giới sắc giới vô sắc giới đây gọi là tam hữu cũng gọi là tam giới hữu lậu lậu là đại danh từ của phiền não ý nghĩa của lậu là không hoàn chỉnh là không phải hoàn hảo Minh kỳ, tất hoại giả. Thời gian tồn tại của nó dài ngắn. Chúng ta ngày nay nói tồn tại là nói hiện tướng tương tục của nó. Hiện tướng tương tục của nó có thể duy trì bao lâu? Thấy đều ở tưởng tượng. Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Thấy đều ở sự tưởng tượng của chúng sanh Ý nghĩ chuyển rồi Cảnh giới liền chuyển Cái tưởng tượng này Không phải vĩnh viễn bất biến Nói thật ra tưởng tượng Là đang biến đổi theo từng sát na nhưng mà biên độ biến đổi không lớn Cho nên chúng ta nhìn thấy cái hiện tướng này Dường như là một cái tướng tương tục giống nhau Thật ra toàn bộ tất cả hiện tướng đều là sát na sinh diệt Quả thật là hoàn toàn không thể được nhất thiết học nhân đương thường quán thử lý học nhân là chỉ người tu học phật pháp tất cả người học phật phải thường xuyên quán chiếu cái chân tướng sự thật này phải thường xuyên ở trong đời sống thường ngày thể hội cái đạo lý này hư không thượng thị hối muội hôn nhiễu nhiễu tướng đây là phật nói ở trên kinh lăng nghiêm hư không là gì vậy hư không chính là hối muội hôn nhiễu nhiễu tướng thông thường dùng hai chữ để nói nó là vô minh Vô minh chính là hối muội hôn nhiễu nhiễu tướng Miễu tiểu như bào Hà hướng thế giới Chỗ này nói nó nhỏ bé nếu sánh nó với tánh hải thì đó quá nhỏ rồi hư không là quá nhỏ rồi hướng hồ là thế giới hư không sánh với tánh hải thì hư không giống như một đám mây ở trong bầu trời vậy và thế giới là bao gồm ở trong hư không như thế thế giới chẳng phải là càng nhỏ hơn rồi sao hà huống thử thân hà túc đạo giả thân của chúng ta lại đem so sánh với thế giới thì quá nhỏ bé không đáng kể đây đều là nói chân tướng sự thật hư vọng hiện hữu khảo thực tắc vô đủ loại cảnh giới ở trước mắt là giả có hư vọng hiện không phải thật có hư vọng là gì vậy vọng tưởng Toàn bộ tất cả cảnh giới đều là từ vọng tưởng biến hiện ra Thập pháp giới y chánh trang nghiêm toàn là do vọng tưởng biến hiện ra Khảo thực tắc vô Nếu như bạn đi khảo sát cho thật tỉ mỹ Thì quả thật là không có Không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được Nói từ trên bản chất của nó, nó không có. Từ trên thời gian tồn tại của nó mà nói, nó gần như là sanh diệt đồng thời. Nhân tâm tạo nghiệp, tuần nghiệp nhi hiện, hai câu này là giải thích rõ nguyên do của nó cái giả tướng của thế giới này tại vì sao lại có giả tướng giả tướng là dựa vào cái gì mà phát sinh hai câu nói này đã trả lời rất rõ ràng là nhân tâm tạo nghiệp Tâm chính là khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm chính là tạo nghiệp Tuần nghiệp nhi hiện Hiện ra chính là tướng Toàn bộ tất cả tướng này là do nghiệp của bạn biến hiện ra Nghiệp là nhân Tướng là quả báo nghiệp nhân quả báo. Nhưng mà các vị phải biết, nghiệp nhân quả báo biến hiện. Nó quả thật là hiện tướng. Nhưng mà cái tướng mà nó hiện này là cực kỳ ngắn ngủi. Thật sự là giống như tia chớp vậy. Một sát na nó đã biến mất rồi. Chúng ta ngày nay nhìn thấy tướng giống như có tồn tại Chính là tướng tương tục theo từng sát na của nó Hoàn toàn không phải cái tướng này thật sự có tồn tại trong khoảng thời gian Không có cái sự việc này Quyết định không có Vừa mới nói rồi Thời gian tương tục của nó dài hay ngắn Hoàn toàn xem thời gian nhân tâm tạo nghiệp của bạn Là dài hay là ngắn Cho nên nhân quả báo ứng không sai mảy may Đều là phát hiện theo nghiệp Thọ yếu hảo xử nhân quả nan đạo Thọ là trường thọ Yếu là đoán mệnh đây chính là chứng tỏ Hai cái chữ này là đại biểu Cái huyễn tướng Tướng liên tục này Thời gian liên tục của nó dài hay ngắn Thời gian dài chúng ta gọi nó là thọ Thời gian ngắn chúng ta gọi nó là yếu Cái mà bạn nhìn thấy đều là cái tướng tương tục Hảo sử là nói tướng của nó hiện ra Thọ yếu là nói thời gian tồn tại của nó Nhân tâm thiện Thì tướng hiện ra là thiện Tướng của ba đường là thiện Tướng của Pháp giới Tứ Thánh Thanh văn duyên giác Phật Bồ Tát Nhân tâm bất thiện Hiện tướng là tướng lục đạo hiện tướng là tướng của ba đường ác đó chính là xấu tốt xấu chính là nói cảnh giới thiện ác đều là do mình tạo nhân quả khó tránh thập pháp giới y chánh trang nghiêm là sự việc như thế nào vậy quả thật mà nói chính là nhân tâm tạo nghiệp tuần hoàng không gián đoạn hiện tướng tương tục Sát na sanh diệt Sự diệt nó là như vậy Cái này là Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Không có cái gì là chân thật Không có cái gì là thường trụ Không có toàn là sát na sanh diệt nhiên ngũ uẩn bổn thân dĩ liệu bất khả đắc ngũ uẩn là chúng ta nói những nhân tố tinh thần vật chất đó đây là điều kiện tạo thành thân tâm thế giới những điều kiện này đều là hư huyễn và không thể được hà hốn giả hợp chi huyển thân cái thân thể này của chúng ta là do tứ đại ngũ uẩn giả hợp thân thể quyết định là hư huyển kỳ vi tự hữu giống như là có vậy chúng ta có thể nhìn thấy có thể tiếp xúc được giống như là tồn tại vậy là giống như cảnh mộng vậy quả thật là thật vô khả tri đây là sự thật liệu bất khả đắc giả hữu tức phi hữu giả bạn như vậy mới có thể thật sự nhìn thấy Chân tướng sự thật Có tức chẳng phải có Không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được Đâu có những sự việc này Chỉ có nghiệp theo thân Tạo nghiệp Nó không có gián đoạn chúng ta hiện tiền khi tỉnh táo tạo nghiệp tạo nghiệp chính là khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước ngủ rồi ngủ vẫn đang tạo nghiệp chưa bao giờ gián đoạn vẫn là khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước khi bạn nằm mộng bạn cảm thấy bạn ở nơi đó tạo tác khi bạn không nằm mộng Vẫn ở nơi đó tạo tác Nếu như bạn không tạo tác Thì thân tướng của bạn liền biến mất Vẫn là đang tạo tác Cho nên cái tạo tác này vĩnh viễn không có gián đoạn Vì thế Cái sắc tướng này Tướng là không diệt Nhân tâm tạo tác của bạn Biến đổi Thì cái tướng này nó sẽ biến đổi biên độ biến đổi của bạn lớn thì cái biên độ biến đổi của tướng đó cũng lớn biên độ biến đổi của ý nghĩ nhỏ thì biên độ biến đổi của cái tướng này cũng nhỏ hiện tướng là quả báo quả báo là biến đổi theo nhân tâm chính bởi vì sự thật như vậy nên ở trong phật pháp mới nói chúng sanh sợ quả bồ tát sợ nhân bồ tát biết chân tướng sự thật nếu họ muốn hiện tướng tốt họ nhất định tu nhân thiện họ không hy vọng nhìn thấy tướng ác cho nên họ quyết định không khởi ác niệm Ý nghĩ ác nhất định cảm được tướng Bất thiện Ý nghĩ tốt nhất định là cảm được tướng tốt đẹp Đây là đạo lý nhất định rồi Ai làm chủ tế gì? Ý nghĩ của mình đang làm chủ tể Quyết định không phải đến từ bên ngoài Quá thật là Tự làm tự chịu Nhất định phải nhận thức rõ ràng Hữu tức phi hữu Mặc dù tướng cảnh giới hiện tiền Cũng như chẳng có việc gì Có thể thọ dụng Không được phép chấp trước Vậy liền được tự tại ngay thức tâm như huyễn thức tâm là vọng tâm chính là tám thức năm mươi tâm sở ở trong phật pháp cũng nói ba tâm ý nghĩa của ba tâm này khác với ba tâm trong kinh kim cang Kinh Kim Cang là nói quá khứ, hiện tại chỉ lai, like, nói ba tâm này. Ở trong Phật Pháp thông thường nói ba tâm là nói tâm ý thức. Tâm chính là nói a lại gia thức. Ý chính là nói mạc na thức. Thức chính là nói thức thứ sáu. Thức thứ sáu, thứ bảy, thứ tám chúng ta gọi đó là ba tâm, gọi là tâm ý thức. Đây là cội nguồn. Biến đổi của tất cả mọi hiện tướng. Nó là năng biến. Hết thể hiện tướng là sở biến. Tâm ý thức là năng biến. Nó là huyễn Không phải chân tâm Thế giới như bào Phần trước đã nói qua rồi Thử thân như ảnh Mộng là thí dụ chung Mộng là tổng dụ Mộng huyễn bào ảnh Thân tâm thế giới Hư huyễn phi thực nhất thiết hữu vi pháp tướng khả tri hỷ hữu vi pháp tướng không những bao gồm tất cả pháp thế gian pháp xuất thế gian cũng bao gồm ở trong đó giới hạn của thế xuất thế là ở lục đạo ở trong lục đạo là pháp thế gian thoát khỏi lục đạo pháp giới tứ thánh gọi là pháp xuất thế gian hợp chung lại pháp thế xuất thế gian chính là thập pháp giới thập pháp giới đều không ra khỏi cái phạm vi này cho nên tất cả pháp hữu vi đã bao gồm tất cả pháp thế xuất thế gian đều không phải chân thật đều là pháp duyên sanh không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được như lộ như điện hai chữ này thí dụ cho thời gian tồn tại của nó ngắn ngủi cực kỳ ngắn ngủi sở vị sinh mệnh tại hô hấp gian đây là điều chúng ta cần phải cảnh giác mạng sống vô thường phải có cái nhận biết này đây mới là người giác ngộ biên gia khẩn dụng công như cứu đầu nhiên hiểu rõ chân tướng sự thật mới biết Thời gian là đáng quý Chúng ta ngày nay ở thế gian Thế gian cái thứ nào là đáng quý nhất vậy? Thời gian đáng quý Người mê Đem thời gian lãng phí hết rồi Thế là thật đáng tiếc Người giác ngộ Từng giây từng phút đều không có luống qua Họ luôn dụng công hành đạo Dụng công gì vậy? Nhìn thấu, buông xả Đây gọi là chân thật công phu Sao gọi là nhìn thấu vậy? Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Giống như lời trên kinh này nói Biết rất rõ ràng, rất minh bạch Thấy ở trong mắt Đây là thấy rõ một chút cũng không mê Biết được toàn bộ tất cả cảnh giới Chẳng qua là tướng tương tục sát na Sinh diệt tuần hoàng của nghiệp nhân quả báo mà thôi Niệm niệm quán như vậy Biết được tất cả hiện tướng là sát na sanh diệt hoàn toàn không tồn tại đây gọi là nhìn thấu sao gọi là buông xả ở trong cảnh giới không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước là buông xả rồi đem khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước buông xả rồi đây là thật sự nhìn thấu thật sự buông xả triệt để nhìn thấu triệt để buông xả dùng loại công phu này Người dùng cái công phu này Bạn không thể nhìn thấy được Những thứ mà bạn nhìn thấu ra là gì vậy? Người ta niệm Phật Cầm tràng hạt Niệm a di đà Phật Cái công phu này bạn nhìn thấy rồi Đang đọc kinh Bạn nhìn thấy rồi Đang lễ Phật Bạn cũng nhìn thấy rồi Cái bạn nhìn thấy là hữu hình đó chưa chắc là thật công phu thật là tất cả sáng tỏ tâm không ngăn ngại đó là công phu chân thật cái công phu này phải niệm niệm không gián đoạn nếu như một niệm công phu mất hết thì bằng một niệm là mê rồi tướng của mê là gì lại phân biệt lại chấp trước lại làm cho bận tâm Vì thì mê rồi Cho nên thời gian quý báo Quý báo là ở cái chỗ này Quyết định không cho phép Một niệm mê hoặc điên đảo Quyết định không cho phép Một niệm lại khởi phân biệt chấp trước chỗ này nói gia khẩn dụng công như cứu đầu nhiên là cái ý nghĩa này quán thử lục dụ ở trong bài kệ này nói sáu cái chữ này tuy thị quán chư pháp không tướng thân tâm thế giới hoàn toàn không thể được có tức chẳng phải có kinh văn trên bề ngoài là ở cái mặt này cái mặt này là nói từ trên sự tướng lý sự không hai tánh tướng nhất như từ cái mặt này là có thể nhìn thấu đến mặt khác tức thị quán như như chi tánh cho nên từ trên tướng bạn liệt thấy tánh vị tánh tướng bổn lai dung thông dung là viên dung thông là vô ngại đúng như lời đại sư thanh lương nói trong kinh hoa nghiêm lý sự vô ngại xử sự, sự vô ngại Cố quán duyên sanh Tức khả khế nhập như như bất động Hai cầu phía trước Bất thủ ư tướng như như bất động Như như bất động là nói tự tánh Tánh thể, tánh đức Bất thủ ư tướng là nói công phu tu đức Tánh tu không hai Tánh tu nhất như Bạn ở trong chư pháp không tướng Đương nhiên là khế nhập như như bất động Như mới nói rồi Bạn ở trong tất cả pháp Không phân biệt, không chấp trước Không khởi tâm, không đồng niệm là như như bất động liền quay trở về tự tánh đây là cổ đức thường nói tiêu quy tự tánh tiêu quy tự tánh là nói pháp nào cũng tiêu quy tự tánh Phật ở trên kinh này hiển thị cho chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật vừa mở đầu vào đại thành xá vệ khất thực đắp y mang bát đắp y tiêu quy tự tánh ăn cơm tiêu quy tự tánh bước đi tiêu quy tự tánh cái nào cũng tiêu quy tự tánh tự tánh là gì như như bất động cái gọi là như như bất động chính là không khởi tâm không động niềm không phân biệt không chấp trước như vậy là tiêu quy tự tánh từ đó cho thấy tiêu quy tự tánh chính là ở trên sự nhìn thấy lý lý sự không hai liền tiêu quy tự tánh ở trên tướng nhìn thấy tánh tánh tướng không hai liền tiêu quy tự tánh vô vi pháp tánh bốn cái chữ này là miêu tả chân như bổn tánh bản thể của tất cả dạng sự dạng pháp nó là pháp vô vi gọi là vô vi là không có khởi diệt không có sanh diệt không có đến đi gọi là như như bất động bắt tay làm từ quán pháp tướng hữu vi như mộng huyễn đây là dạy chúng ta phương pháp tu quán cái gọi là tu quán là điều chỉnh quan niệm sai lầm của chúng ta điều chỉnh cách nhìn cách nghĩ sai lầm của chúng ta Bắt tay làm từ chỗ nào vậy? Câu kệ này của Kinh Kim Cang Hay vô cùng Vậy chúng ta quán tất cả Pháp tướng hữu vi Thân tâm thế giới Như mộng huyễn bọt bóng hư không như bọt. Thân người như bóng. Đều không phải chân thực. Tiện thị lưỡng biên bất trước, hợp hồ trung đạo. lưỡng biên là hai bên có không cái bên hữu vi này chúng ta phải tu tu mà không dính tướng chính là vô vi hay nói cách khác chăm chỉ nỗ lực đoạn ác tu thiện mà không dính tướng, tâm địa thanh tịnh như chẳng có việc gì, nhưng mà ở trên sự vẫn là chăm chỉ nỗ lực đi đoạn ác tu thiện, vậy là đúng rồi. Đây chính là không dính hai bên. Đây chính là trung đạo đệ nhất nghĩa đế Sự thành tựu của Phật và chư Đại Bồ Tát Là như vậy mà tu thành Tam tánh, tam vô tánh Vì Pháp tướng tông Chi tinh yếu nghĩa Phật thuyết Pháp tướng Nguyên vi minh thử nhược tri thử nghĩa tắc ư duyên khởi tánh không cánh năng triệt liễu tu trì hoán hành cánh dị đắc lực tam tánh tam vô tánh mấy đoạn này dưới đây sẽ nói tỉ mỉ thêm tánh là tính chất tông pháp tướng phân tích cho chúng ta xem tất cả pháp thế suốt thế gian không ngoài ba loại tính chất này loại thứ nhất là biến kế sở chấp tánh biến là phổ biến kế là so đo đây là do vọng tưởng chấp trước biến hiện ra dùng cách nói hiện đại của chúng ta để nói là khái niệm trụ tượng Quyết định không có sự thật Nhưng mà loại khái niệm trừ tượng này Là tồn tại phổ biến Bạn không thể nói không có cái việc này Nhưng mà nó quả thật là không thật Đây là một loại Nếu như ở trong Bách Pháp nói 24 cái bất tương ưng hành Pháp Chính là thuộc về biến kế sở chấp tánh Loại thứ hai Y tha khởi tánh Đây là nói toàn bộ tất cả hiện tướng Hiện tướng Là ở trong Pháp Đại Thừa Thường nói Pháp do duyên sanh Duyên chính là điều kiện Tha chính là điều kiện Là nương vào Rất nhiều điều kiện mà Sanh khởi Loại này là thuộc vào Y tha Khởi tánh Có thể thấy Y tha thì Không có tự thể Thật sự là không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được thí dụ thân thể của chúng ta là y tha khởi do tứ đại ngũ uẩn tập hợp hiện khởi cái thân tướng này tứ đại ngũ uẩn lìa khỏi rồi thì cái thân tướng này không còn nữa cái thân này không có tự thể là do tứ đại ngũ uẩn tổ hợp tha chính là chúng ta ngày nay nói do đủ loại điều kiện tập hợp mà có giống như ngôi nhà này vậy nhà là do nương vào những thứ khác mà có cái này chúng ta càng dễ thấy ra hơn trong cái ngôi nhà này có cốt thép gỗ gạch ngói xi măng rất nhiều những điều kiện này tổ hợp Mới thành một cái ngôi nhà Những vật liệu này chất ở chỗ đó Chúng ta không gọi là ngôi nhà Đem nó tổ hợp lại Thế liền thành một ngôi nhà Ngôi nhà này là y tha khởi Tất cả mọi sắc tướng Toàn là do y tha khởi Cho nên gọi là Duyên khởi tánh không Nó không có tự thể không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được Loại thứ ba gọi là viên thành thật tánh Đây là thật Viên là viên mãn, thành là thành tựu Thật là thực tại, không phải là giả Đây là nói cái gì vậy? Đây là nói bản thể của vũ trụ dạng hữu Là nói tâm tánh của chúng ta Tâm tánh mới là viên thành thật ngoài tâm tánh ra không phải y tha khởi thì là biến kế chấp y tha khởi biến kế chấp hoàn toàn là giả tại vì sao gọi là tam vô tánh vậy nếu bạn chấp trước có ba cái tánh này bạn lại sai rồi đây là vọng tưởng phật vì thuyết pháp phương tiện khởi kiến mà lập nên ba cái danh từ này nếu bạn cho rằng ba cái danh từ này là thật sự có thì bạn lại sai rồi bạn lại mê rồi phật muốn dẹp hết cái vọng tưởng chấp trước này của bạn cho nên dùng tam vô tánh Tướng vô tánh, sanh vô tánh, thắng nghĩa vô tánh mới khiến cho bạn tâm địa rất sạch sẽ. Đây là một trong những tin yếu của Tông Pháp Tướng. Phật thuyết Pháp Tướng mục đích là ở chỗ này. Tức là khiến cho chúng ta hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Pháp tướng nó rất tỉ mỉ Rất rườm rà Cái hay của nó chính là cái nào cũng nói tỉ mỉ Khuyết điểm của nó chính là quá rườm rà Nói quá nhiều, tốn thời gian quá nhiều Kinh bát Nhã thì hoàn toàn ngược lại với nó Bác Nhã hoàn toàn là nắm cương lĩnh không rườm rà chút nào nhờ tri thử nghĩa nếu bạn hơi có thể thông đạt sáng tỏ một chút về pháp tướng thì bạn sẽ càng hiểu rõ hơn sáng tỏ hơn đối với tánh không duyên khởi nói ở trong bát nhã pháp tướng là nói tỉ mỉ kinh bát nhã là nói sơ lược Nhưng mà nội dung mục đích Hoàn toàn giống nhau Một cái là không ngại phiền phức Nói tỉ mỉ Một cái là đơn giản rõ ràng Nói sơ lược đây là đối với người căng tánh khác nhau Mà dùng phương tiện thiện xảo Người thượng căn Nghe Phật nói qua Họ liền sáng tỏ ngay Không cần phải phiền phức như vậy Giải thích như vậy, rườm rà như vậy Người trung hạ căn Nghe Phật nói qua Họ không thể hiểu rõ Nên cần phải nói tỉ mỉ người thượng căn nghe Phật nói tỉ mỹ rồi họ càng hiểu rõ hơn người căn tánh trung hạ sau khi nghe Phật nói tỉ mỹ sau đó lại nghe Phật nói đơn giản vắng tắt tiếp nữa thế thì ở trên tu trì càng dễ dàng nắm được cương lĩnh như vậy mà tu trì quán hành Quán là điều chỉnh cách nghĩ Cách nhìn của chúng ta Hành là điều chỉnh cách làm, cách nói của chúng ta Thật sự thực tiễn vào trong đời sống thường ngày Tư tưởng hành vi của chúng ta Dựa theo lời giáo huấn chân thật của Phật Mà tu hành như vậy sẽ càng dễ dàng, đắc lực thôi. Tam tánh, tam vô tánh dưới đây, chúng ta lần sau nói tiếp. Hôm nay thời gian đã hết rồi, A Di Đà Phật. Cẩn dịch viên đạt cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a gmail.com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật